Trốn ở đâu rồi? Hãy bắt đầu thôi. Đói quá, đến giờ ăn rồi. Đi thôi. Máy kéo của mình bị trộm rồi. Phải đi tìm. Lại ở cậu à? Bước ra khỏi chiếc xe đó ngay. Không. Ôi không, ngõ cụt. Không được cử động. Xin chào, con đã tìm được xe của chú. Cùng bắt đầu nào. Làm tốt lắm. Mình mệt quá rồi, mình đi ăn trưa đây. Cái gì đằng kia hết nhỉ? Wow, một cái máy cày. Đi nào. Ôi không, máy cày của tôi bị đánh cắp rồi. Tôi cần gọi cảnh sát. Dân, tôi đây. Xin chào ngài cảnh sát, máy cày của tôi bị mất rồi. Được rồi, đừng lo lắng, tôi sẽ tìm nó. Ô
đầy tên kia, hãy ra khỏi chiếc xe ngay lập tức. Không được cử động. Xin chào. Xin chào. Tôi đã tìm được xe của anh, nhưng nó bị hư rồi. Cảm ơn ngài, tôi sẽ sửa nó. Xe đẹp đấy. Chọn cái này. Không không không. Hay cái này. Không không không. Wow, chiếc này đẹp quá. Lên xe thôi. Ôi, mình kẹt rồi. Ủa, xe của mình đâu rồi? Ai lấy xe của mình rồi? Mình cần giúp đỡ. Phải gọi cho cảnh sát. Alo, chào anh cảnh sát. Mình cần giúp đỡ. Được rồi, tôi tới ngay. Ồ, cảnh sát tới rồi. Xin chào, anh bạn. Chuyện gì vậy? Chào anh cảnh sát. Có người đã lấy xe của mình. Tìm giúp mình với. Được rồi, đừng lo lắng. Ôi, cảnh sát. Dừng lại, dừng lại. Không được chạy. Anh đã bị bắt. Được rồi, được rồi. Alo, ai đó? Xin chào, cảnh sát đây. Tôi đã tìm được xe của anh rồi. Được rồi,
Cảm ơn anh rất nhiều. Trời hôm nay đẹp quá, mình đi đạp xe đạp thôi. Nước chanh đây, nước chanh thơm ngon mát lạnh đi. Wow, tuyệt. Xin chào, bán cho con một ly nước chanh đi. Được rồi. Cảm ơn cô. Được rồi, tôi đến ngay. Chào cậu, kẻ trộm ở đâu? Đi mà, hãy đi theo tôi. Oh!
cần mình giúp. Mario, mình đang đến nơi. Chào Mario, để mình giúp bạn. Chào Dima, ok. Cảm ơn Dima. Không có gì. Xe của mình đâu rồi? Hay là ở đây? Không phải rồi. Hay là ở đây? Ở đây cũng không có. À đây rồi. Mình không hiểu chuyện gì xảy ra. Mình cần trợ giúp đỡ. Mario, mình cần trợ giúp đỡ của bạn. Dima, đừng lo, mình đang trên đường. Dima, chuyện gì xảy ra đấy? Mario, mình không mở được khóa này. Ok. Nhưng mà mình không mở được cửa khóa này. Mình cần chìa khóa. À, bạn đã bị bắt. Xin lỗi. Mở khóa ra.